Xong rồi thì lên đường thôi các bạn ơi. Vụ mùa đã kết thúc và những cái máng ở đây thì nó đã cạn nước. Mặc dù thời tiết không có thuận lợi cho cái việc đánh cây, nhưng mà bây giờ đang cạn nước như này thì mình phải tranh thủ. Vào vụ mùa thì người ta sẽ bơm nước và mình không thể đào cây được những cái chỗ máng như thế này. Ở đây có một cây lộc vừng, nó mọc dáng thiên nhiên nhìn khá là đẹp. Cây này đợt trước ra hoa rất là sai và nhiều quả luôn. Theo các bạn có nên đào cái lộc vừng này về không? Đây là cái bờ mương, chỗ này nó có hai cây ổi. Đấy, cây thứ hai đây này các bạn ơi. Còn cây thứ nhất thì nó ngay ở cái chỗ cây lục vừng. Mỗi khu vực thì mình sẽ mang cái dụng cụ khác nhau. Cây này khá là to nên là mình sẽ mang thuổng và búa chim để đào. Không biết các bạn thế nào chứ mình rất là khoái mấy cái ổi ở bờ mương. Không biết hàng còn gì này, trông như hàng rắn luôn. Nhiều lúc thấy mấy cái hang này mình cũng hơi ghê, rất là sợ rắn nó chui ra. Trên này có một cái đống đá như này, mà hôm nay mình không mang búa. Nhưng mà may có cái thuổng này, vẫn phá được cái chỗ đá này thôi. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là đá nhưng mà không phải. Cái này như kiểu là cát trộn với cả vôi ấy. Để lâu rồi thì cũng khá là dễ đập. Công nhận đất chỗ này rất là tơi các bạn ạ. Đào nó rất là nhẹ mà đất ở đây rất là xốp. Chỗ này thì khi cái mùa nước nó lên, nước ở đây thì nó dâng rất là cao. Chắc chắn là cái ổi này ngập. Mà nhiều khi cứ bảo là cây nó úng, nhưng mà cây nó đã thích nghi quen rồi thì nó có ngập thì nó vẫn sống. Cây ổi thì gốc nó rất là chậm lớn, nó không thể to nhanh như cái sung được. Cái sung thì mình thấy nó lớn rất là nhanh. Sung thì mình nuôi vài tháng thì cái cành nó to như cỡ ngón chân cái rồi. Còn ổi nuôi một năm mà cái cành nó cỡ ngón tay út thôi. Còn cành nào to thì cỡ ngón tay trỏ. Gốc trông thế kia thì theo mình cũng cỡ tầm 4-5 năm rồi các bạn ạ. Không biết các bạn thế nào chứ mình rất là thích cái ổi. Cái ổi thì nó có rất là nhiều cái đặc tính hay của bonsai. Cái thân của nó cái màu rất là đẹp. Thân nó cứ loang loang lổ lổ, nhìn chỗ vàng rồi chỗ trắng chỗ xanh nên là rất là dễ nhận dạng, chỉ nó có trùng với cả cái gốc tường vi thôi, còn lại thì đa phần là ít cái cây mà có thân trùng như cây ổi. Những cái cây ổi găng như này thì nó rất nhanh ra quả, cỡ tầm vài tháng mà có đủ nắng là ra quả rồi các bạn ạ. Ổi thì hay có cái bệ rất là đẹp, khi cây có quả thì nó ra quanh năm. Chơi bonsai thì cũng rất là phê. Các bạn cứ thử mình nuôi một cái ổi nho nhỏ, rồi có dáng có thế, sau đó nó treo vài cái quả nhìn nó rất là đẹp luôn. Tuy là không dâm được cành nhưng mà cái ổi thì nó rải rác ở ngoài đường cũng rất là nhiều, và thuộc loại một cái cây dễ kiếm ở ngoài đường. Mình thấy có cái nhược điểm là nó lâu lớn thôi, với cả không dâm được cành. Sau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thì mình đã hạ xong cái ổi này rồi. Nhìn chung cũng khá là dễ. Chủ yếu tốn thời gian quay với cả chỉnh máy thôi. Giờ thì mình sẽ cắt gọn lại và đưa em nó về nhà. Ở hôm nay thì cũng muộn rồi thì để mai mình trồng thôi. Chỗ này thì một chỗ nhưng mà có hai cái cây luôn các bạn ạ. Đào một được hẳn hai cây luôn.
Giờ thì bê em nó lên xe và đi về thôi. Cốc cổi cũng khá là quái, nhìn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Sáng hôm sau thì mình mới bắt đầu mình sửa cái cây này. Cốc này thì được cái bệ nhìn cũng ổn nên là mình sẽ tập trung cái bệ và mình sẽ cưa ngắn cái thân thôi. Thường thường thì mình sẽ cưa cao hơn khoảng tầm 5 đến 7 cm. Thì về sau nó có mọc mầm lui xuống thì mình sẽ sửa lại sau. Nhìn dáng trông như con chim ấy. Trước hết thì cứ xử lý để trồng sống cái ổi này đã. Những cái phần dễ dập thì mình sẽ phải dùng cái kéo mình cắt đi. Xong cây thứ nhất thì mình chuyển sang cây thứ hai. Cây này thì nhìn có vẻ mini hơn. Gốc rễ thì nhìn nó khá là loằng ngoằng. Nhìn có vẻ lúc đầu rất là xấu. Đây, mời các bạn ngắm này, lúc đầu này. Để mình cắt tỉa cho em nó các bạn nhé. Thực ra thì cây này cũng đẹp trai lắm đấy các bạn ạ. Chẳng qua là các bạn phải cắt tỉa gọn gàng và phát hiện ra cái nét đẹp trai của nó thôi. Sau 10 phút cắt tóc thì mời các bạn cùng ngắm em nó này. Cây này có dáng nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Đấy, cắt xong thì nhìn đẹp chưa? Đã được một tác phẩm mini nhìn khá là đẹp. Những cái tay cành mọc khá đúng vị trí. Chỉ cần cái mầm nó ra chuẩn một tí nữa thì cây này nó rất là giá trị. À quên, với điều kiện là em nó không bị chết. Nói vậy chứ ổi cũng thuộc loại khó trồng rồi các bạn ạ. Mình lại đánh nó vào cái thời tiết rét muốt như này. Cây này thì gần như không có rễ con, chỉ có vài cái rễ cọc như vậy thôi. Thêm cái tiết trời rất là lạnh như này. Mỗi bạn xem video cho em nó một like để em nó sống khỏe các bạn nhá. Cái rễ này nó hơi cao so với phần nước nên là mình sẽ tưới lên cho nó ngấm. Mình ngâm có vài tiếng rồi mình sẽ đem đi trồng. Mình trồng thì cũng rất là đơn giản thôi. Cái này nhà mình có đất tơi. Cái đất này thì nhà mình mua ở ngoài ruộng ấy. Người ta là đất ruộng, ruộng lúa, ruộng cấy đấy. Sau đó là người ta đánh tơi ra và mình sẽ bỏ mình trồng. Đất này thì cực kỳ tơi xốp rồi. Nếu mà nó không có sống được cây ổi này thì cũng là do số phận thôi. Chứ còn chất trồng như này là quá ok rồi. Mình trồng ở trên cao như này không bao giờ có chuyện úng nước bao giờ luôn. Đất này nó vừa thoáng khí mà nó lại giữ ẩm rất là tốt. Mình có thử nghiệm với cả dâm cát thì mình thấy dâm cái đất này còn lợi hại hơn cả dâm cát. Các bạn có thể lấy cái đất các bạn đập nhỏ ra, sau đó là các bạn trộn thêm ít trấu vào, các bạn dâm như mình cũng được.
Một điều hết sức chú ý là các bạn phải giữ ẩm cho cái thân. Các bạn sẽ giữ ẩm bằng cách quấn vải quanh thân, sau đó là các bạn trùm ni lông hoặc là các bạn trùm cái bì như này, vừa che nắng che mưa, vừa giữ ẩm cho cái thân. Đây là cái cây ổi mình đào ở ngoài đường về. Đấy, cây ổi này cũng rất là to. Mình cũng trồng đất như vậy thôi. Và cách giữ ẩm thì mình cũng làm tương tự cái cây ổi vừa xong. Đến bây giờ thì được khoảng 1 tháng rồi, thì em nó đã bắt đầu nảy mầm rồi. Ổi hay trống giả nên các bạn phải chờ thêm 2 đến 3 tháng nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.